Xin chào tất cả các bạn. Thì như chúng ta đã biết, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ là một trong những chủ đề được quan tâm nhất của tất cả thị trường tài chính trên thế giới trong khoảng thời gian 2 năm vừa qua. Sự sai lầm và chậm trễ trong việc dự đoán tình hình lạm phát và kiểm soát nó của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới như là Fed này, ECB này hay là BOA đã khiến cho họ buộc phải đẩy mạnh các biện pháp thắt chặt cũng như là tăng lãi suất nhằm kìm hãm cái đà tăng lạm phát phi mã trong 2022. Nhiều người đã bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi về việc là với những cái hành động quyết liệt như vậy của những cái ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, liệu có đẩy cái nền kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ suy thoái hay không? Thành thật mà nói thì mình nghĩ rằng là rất khó để nói trước được tương lai sẽ diễn biến ra sao. Vì về cơ bản, có đến hàng triệu biến số khi mà nói đến các vấn đề về vĩ mô rồi kinh tế vĩ mô tương tự như vậy. Nhưng có một thứ chúng ta phải kể đến, đó là trong quá khứ đã không ít lần nền kinh tế thế giới phải trải qua những cái đợt suy thoái, thậm chí là khủng hoảng kinh tế, để lại nhiều những cái hậu quả nặng nề đến mức mà phải mất đến nhiều năm trời để hồi phục trở lại. Những dự đoán về tương lai có thể đúng hoặc sai, nhưng lịch sử đã diễn ra thì chắc chắn đúng. Quan trọng là chúng ta rút ra được gì từ những cái bài học đó. Câu chuyện hôm nay mà mình muốn nói đến là về một trong những cái cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, đó chính là cuộc đại khủng hoảng diễn ra từ năm 1929 đến năm 1939. Ok, vậy thì đầu tiên, cuộc đại khủng hoảng hay còn gọi là The Great Depression là gì? Đại khủng hoảng hay còn gọi là The Great Depression là một thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kéo dài từ năm 1929 đến tận những năm cuối của thập niên 30 trong thế kỷ trước. Trong cuộc khủng hoảng này, các ngân hàng hầu như phải đóng cửa, thị trường chứng khoán sụp đổ, thất nghiệp, đói kém tràn lan khắp mọi nơi và để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những người sống tại thời điểm đó. Tất nhiên, hậu quả của The Great Depression không chỉ dừng lại ở các vấn đề về kinh tế hay là an sinh xã hội, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới chính trị của các quốc gia liên quan, góp phần tạo cơ hội cho sự trỗi dậy của các chủ nghĩa dân túy lẫn các chế độ phát xít độc tài trên khắp thế giới sau này. Tiêu biểu mà chúng ta có thể kể đến chính là chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đầy khốc liệt. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về bối cảnh. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, có thể nói là Hoa Kỳ đã ở trong một cái thời kỳ cực thịnh về kinh tế. Thời kỳ này đã mang đất nước của họ nâng lên một tầm cao mới nhờ cái sự giàu lên nhanh chóng và nhờ sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp nặng, công nghiệp ô tô và xây dựng tăng trưởng nhộn nhịp với số lượng việc làm ổn định mà hai ngành kinh tế thịnh vượng nhất lúc bấy giờ tạo ra. Tiền lương và tiêu dùng của người Mỹ cũng dần được cải thiện. Mặc dù đã có những cái đợt suy giảm nhẹ vào những năm 1923 hoặc là 1926, nhưng mà nhìn chung có thể nói là bức tranh của cái nền kinh tế Mỹ lúc bấy giờ rất là tươi đẹp. Các ngân hàng cũng không ngoại lệ. Cho đến tận năm 1929, tổng giá trị trên bảng cân đối kế toán của 25 ngân hàng tại Mỹ lúc bấy giờ là 60 tỷ đô, cùng với những cái tài sản nắm giữ với chất lượng vượt trội như là tiền mặt, trái phiếu. Trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1929, GDP tại Mỹ tăng trưởng 42% từ 688 tỷ đô lên đến 977 tỷ đô. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng thêm khoảng 1.500 đô một người và tỷ lệ thất nghiệp cũng được giữ ở mức an toàn 4%. Ở lúc này đây, có thể nói là sự lạc quan của người dân và sự thịnh vượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở mức cao chưa từng có. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ đã nuôi dưỡng sự tin tưởng và lạc quan của mọi người. Điều đó cũng đã góp phần tạo ra cái sự hưng phấn quá mức gây nên cái cơn sốt đầu tư lúc bấy giờ, hay còn nói cách khác là những cái tham vọng đầu cơ đổi đời của nhà đầu tư. Ước tính đã có đến hàng trăm triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi năm trên sàn chứng khoán New York từ năm 1927 đến năm 1929. Cùng với đó là giá của các loại cổ phiếu này gia tăng một cách nhanh chóng. Các tờ báo liên tục đăng tải những câu chuyện về giáo viên, người lái xe, người giúp việc kiếm cả triệu đô trên thị trường chứng khoán. Cùng với việc là thị trường lại càng tạo thêm nhiều điện mới và mùa hè định mệnh năm 1929 đã khiến cho nhiều nhà đầu tư phớt lờ những cảnh báo tiêu cực về một bong bóng đầu cơ sắp xảy ra. Mặc dù trong năm 1926, thị trường đã có những cái sự điều chỉnh tương đối do những cái cơn bão lớn tại Miami, nhưng mà đến cuối năm, thị trường chứng khoán đã nhanh chóng hồi phục mạnh mẽ trở lại. Và đến năm 1927, mọi thứ bắt đầu leo thang chóng mặt. Ngày qua ngày, giá cổ phiếu liên tục tăng. Lợi nhuận thu được mang lại cho người dân rất là nhiều hy vọng về việc là trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Không chỉ vậy, vào mùa xuân năm 1927, Thống đốc Ngân hàng Anh Quốc, Thống đốc Ngân hàng Deutsche Bank và Phó Thống đốc Ngân hàng Pháp đã đến Mỹ để thuyết phục chính phủ nước này gọi là nới lỏng những cái chính sách tiền tệ, và điều đó đã được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chấp nhận. Được rót tiền, các nhà đầu tư lại bắt đầu điên cuồng hơn lao vào thị trường chứng khoán. Trong suốt năm 1928 sau đó, tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York của cả năm là hơn 920 triệu cổ phiếu, vượt xa con số kỷ lục là 576 triệu cổ phiếu vào năm 1927. Cũng trong năm 1928, các ngân hàng New York có thể vay tiền từ Cục Dự trữ Liên bang với lãi suất là 5% và ngay lập tức cho vay lại trên thị trường vay nóng với lãi suất là 12%. Cũng trong năm 1928, ước tính có khoảng đến 186 quỹ tín thác được thành lập. Trong những tháng đầu năm 1929 sau đó, mỗi ngày gần như là có thêm một cái quỹ đầu tư mới ra đời,
và tổng cộng đã xuất hiện thêm 265 quỹ trong vòng 1 năm sau đó. Và tới mùa thu năm 1929, tổng giá trị tài sản của các quỹ tín thác đầu tư được ước tính là khoảng hơn 8 tỷ đô. Như vậy là tài sản của các quỹ tín thác đã tăng khoảng 11 lần kể từ đầu năm 1927, ngày 1 tháng 1 năm 1929, khi mà giá cả ngừng tăng. Hay mình sẽ nói một cách khác là khi mà cái lượng người mua để tìm kiếm lợi nhuận bắt đầu giảm, khi mà ai cũng muốn bán ra để chốt lời, thì thị trường chứng khoán nhanh chóng mất cân bằng và sụp đổ. Và rồi á, thì thứ gì đến cũng sẽ đến. Sự kiện phố Wall sụp đổ được nhiều nhà sử học kinh tế coi như là một chất xúc tác của cuộc đại khủng hoảng diễn ra ngay sau đó, ngày 18 tháng 10 năm 1929. Sự sụp đổ xuất hiện khi mà các nhà đầu tư bắt đầu lo sợ và bán tháo khoảng 13 triệu cổ phiếu, một con số có thể nói là kỷ lục lúc bấy giờ. Và mặc dù cho là các công ty đầu tư và các ngân hàng đã cố gắng bắt đầu ổn định thị trường bằng cách là mua vào một cái số lượng lớn chứng khoán và nhờ đó giá cổ phiếu bắt đầu là tăng nhẹ trở lại. Tuy nhiên, thì đến ngày 21 tháng 10 năm 1929, cơn bão lại ập đến khiến thị trường chao đảo và rơi tự do. Và ngày thứ 5 đen tối, ngày 24 tháng 10 năm 1929, hơn 6 triệu cổ phiếu liên tục được rao bán mạnh mẽ dẫn đến là giá giảm liên tục trong phiên sáng hôm đó. Mọi người bắt đầu là đổ xô về Wall Street, thậm chí có người còn tự tử. Lãnh đạo các ngân hàng bắt đầu tổ chức họp gấp và quyết định là cứu vãn thị trường chứng khoán bằng cách là mua lại số lượng lớn các cổ phiếu chiến lược. Việc làm này ngay lập tức có hiệu quả khi vào cuối phiên, thị trường đã có dấu hiệu hồi phục trở lại. Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu đâu, mọi thứ bắt đầu là rơi vào khủng hoảng. Ngày 29 tháng 10 năm 1929, có khoảng 9 triệu cổ phiếu được bán tháo ra ngoài thị trường và con số là 16 triệu cổ phiếu vào ngày hôm sau. Lần này thì các công ty đầu tư và các ngân hàng không thể làm gì để ngăn cản cái sự sụp đổ này nữa. Đến tháng 11 năm 1929, chỉ số Dow Jones đã giảm đến 51% so với tháng 9, tức là chỉ khoảng 2 tháng trước đó, và cổ phiếu thay nhau rớt giá trong vòng 3 năm tiếp theo đó. Một trong những cái nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào thời điểm đó có thể kể đến là sai lầm của Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khi ấy mới được thành lập. Khi mà họ phải đang đối mặt với một cái vấn đề hóc búa, đó là thị trường chứng khoán có sự bùng nổ đối với lại cổ phiếu ở công ty khai thác và các công ty công nghệ mới như là radio, này, nhôm và máy bay. Và điều đó thu hút một cái lượng lớn nhà đầu tư đổ tiền vào. Nhưng mà thực tế thì chỉ có một vài trong số đó bắt đầu đạt kỷ lục về cái khả năng chi trả cổ tức. Và các nhà đầu tư lại bắt đầu dồn tiền vào những cổ phiếu đó với lại hy vọng là chúng sẽ tiếp tục tăng giá và mình sẽ nhận được nhiều cổ tức hơn. Trong khi đó, công việc kinh doanh lại yếu đi và giá tiêu dùng lại bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm. Và đó là thời gian mà một câu hỏi hóc búa được đặt ra và Fed trở nên khó xử giữa hai sự lựa chọn. Thứ nhất là liệu sẽ tăng lãi suất để thị trường bớt nóng lại hay là giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Nghe quen đúng không? Và cuối cùng á, những ai không tham gia vào thị trường mới là những người giành chiến thắng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định là tăng lãi suất vào năm 1928 và lịch sử đã chứng minh rằng đó là một cái sai lầm thảm họa. Biên độ tăng lãi suất từ 3,5% lên 5% là quá nhỏ để đẩy lùi cái sự nóng lên của thị trường. Giá cổ phiếu tiếp tục tăng vọt đến thời điểm tháng 9 năm 1929 khi mà chỉ số Dow Jones đạt 381 điểm, tức là mức cao nhất lịch sử cho đến thời điểm đó. Và không những vậy, lãi suất tăng còn làm tổn thương những cái ngành kinh tế vốn đã đang suy giảm của Mỹ. Cho đến cuối mùa hè năm 1929, các ngành sản xuất đã giảm với mức độ 45% so với năm trước đó. Cùng với sự xấu đi của nền kinh tế trong nước, những cái tin tức bất lợi từ bên ngoài cũng ập đến. Vào tháng 9 năm đó, sàn giao dịch chứng khoán London sụp đổ khi mà Clarence Harris, tức là chùm lừa đảo trong ngành tài chính, bị bắt. Và thế là xu hướng bán tháo bắt đầu một cách vô cùng mạnh mẽ. Trong vòng chỉ hơn 2 ngày, tức là từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, Dow Jones đã giảm gần đến 25%. Và cho đến ngày 13 tháng 11, con số này chỉ còn 198 điểm và giảm 45% trong vòng 2 tháng. Ok, vậy thì hậu quả để lại là gì? Đối với Mỹ nhé, trong khoảng thời gian từ năm 1929 đến năm 1931, có đến 4.300 các ngân hàng phải đóng cửa, hàng triệu người mất trắng các khoản tiết kiệm để đời của họ. Sức mua và nhu cầu giảm mạnh khiến cho hoạt động của ngành sản xuất kinh tế trở nên là đình trệ. Điều này cũng đã khiến cho hơn 4 triệu người Mỹ thất nghiệp vào năm 1930. Con số này thậm chí còn lên đến 8 triệu người vào năm 1931 và 12 triệu người vào năm 1932. Thu nhập quốc dân của Mỹ lúc này chỉ còn khoảng một nửa so với khoảng thời gian trước đó. Làn sóng sụp đổ liên tiếp của các ngân hàng và đỉnh điểm là vào tháng 2 năm 1933 với quy mô lên đến toàn nước Mỹ. Các ngân hàng liên tục ban bố cái tình trạng khẩn cấp và quay lại cầu cứu cái sự giúp đỡ từ Fed. Nhưng vào ngày 4 tháng 3 năm 1933, Fed từ chối cho vay và đóng cửa tất cả các ngân hàng còn sống sót nhằm ngăn chặn cái cuộc khủng hoảng kéo dài. Đó có thể nói là tuần đen tối nhất trong lịch sử tài chính của Mỹ. Có những cái ngân hàng thậm chí còn không thể bao giờ mở cửa trở lại do cái sự thiếu hụt việc làm và hầu hết là người dân không có thu nhập
đồng thời thiếu vắng cái sự có mặt và giúp đỡ của các tổ chức an sinh xã hội đã làm nạn đói xuất hiện tràn lan tại đất nước này. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cuộc khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu lan rộng ra toàn thế giới. Không chỉ ở riêng Hoa Kỳ, mà giờ đây cái tình trạng thất nghiệp cùng với lại những biến động chính trị đã đồng loạt trở thành mối lo ngại của các nước trên thế giới. Chúng ta bắt đầu gọi đây là thời kỳ đại khủng hoảng, hay gọi là The Great Depression. Các nhà máy liên tiếp đóng cửa, hàng nghìn ngân hàng kéo theo nhau phá sản, hàng triệu người thất nghiệp không còn kế sinh nhai. Hàng nghìn người mất nhà mất cửa vì không trả được cái tiền cầm cố. Nhà nước bắt đầu không thu được thuế, công chức không được trả lương. Đến năm 1932, cuộc khủng hoảng có thể nói là đạt tới đỉnh cao nhất khi mà giá trị hàng xuất khẩu giảm từ 5 tỷ 241 triệu đô giảm xuống còn chỉ khoảng hơn 2,4 tỷ đô. Hàng nhập khẩu giảm từ khoảng 4,4 tỷ đô xuống chỉ còn 1,3 tỷ đô. Thu nhập quốc dân giảm một nửa, con số thất nghiệp lên tới hơn 12 triệu người. Tại Đức, đến năm 1933, hệ thống sản xuất công nghiệp chỉ sử dụng khoảng 35,7% công suất, và thậm chí cái số sản phẩm ít ỏi làm ra vẫn không thể tiêu thụ hết được. Chính vì vậy mà bắt đầu nhiều xí nghiệp bắt đầu phá sản. Tiền lương thực tế của người lao động giảm đến 30% và có tới 9 triệu người thất nghiệp tại quốc gia này. Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 1929 đến năm 1933 đã tàn phá khủng khiếp cái nền kinh tế thế giới. Sản lượng công nghiệp giảm tới 45%, số nhà xây mới giảm đến 80%, khoảng hơn 5.000 ngân hàng phá sản, khoảng hơn 50 triệu người thất nghiệp và phải sống trong cảnh nghèo đói. Trong bối cảnh đó, mâu thuẫn xã hội bắt đầu bùng nổ gay gắt. Hàng nghìn cuộc biểu tình của những người thất nghiệp bắt đầu nổ ra. Nhiều trường hợp đã dẫn tới xung đột với cảnh sát và quân đội. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong khoảng thời gian từ năm 1928 đến cuối năm 1933, số người tham gia bãi công ở các nước tư bản đã lên tới 17 triệu người. Tuy nhiên, có một vấn đề nguy hiểm hơn. Đó chính là các nước tư bản không có hoặc là có rất là ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và bắt đầu thiếu thị trường. Họ đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị, hòng cứu vãn cái tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của đất nước mình. Điển hình có thể nói là chủ nghĩa phát xít ở Đức, Italia và Nhật Bản. Từ đó là bắt đầu hình thành những cái lò lửa của chiến tranh sau này. Trong khi đó, những cái nước phát triển như là Mỹ, Anh và Pháp, vì có nhiều thuộc địa, vốn tiền và thị trường, đã có thể thoát ra khỏi những cuộc khủng hoảng bằng những cái cải cách về kinh tế và xã hội một cách ôn hòa. Từ đó là quan hệ giữa các cường quốc tư bản chuyển biến ngày càng phức tạp. Sự hình thành giữa hai khối đối lập, một bên là Đức, Italia và Nhật Bản, và một bên là Mỹ, Anh và Pháp, cùng cuộc chạy đua vũ trang của hai khối đã báo hiệu một cái cuộc chiến tranh mới không thể tránh khỏi. Thì trên đây là nội dung về cái cuộc đại khủng hoảng, hay gọi là The Great Depression, một trong những cuộc khủng hoảng về kinh tế và tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nhiều người coi đây như là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử tài chính thế giới vì cái sự tác động cũng như là hậu quả mà nó mang lại. Các cuộc tranh luận về chủ đề này chưa bao giờ có hồi kết cả. Và mặc dù đã hơn 100 năm trôi qua, nhưng mà hãy nhớ rằng nếu không rút ra được những cái bài học trong quá khứ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể hướng về tương lai được. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe nhé. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ của Con Số 8 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.